Xin chào quý vị, hiện giờ Diễm Loan đang thực hiện một chuyến hành trình trên biển để cùng khám phá những điều bí ẩn ở phía dưới làn nước xanh biên biếc kia kìa. Tưởng tượng nha, nào là những đàn cá bơi lội tung tăng nè, rồi những rặng san hô rất nhiều màu sắc. Tưởng tượng tới đây thôi là đã cảm thấy rất là thú vị rồi đúng không nào? Và Diễm Loan có đi một mình nữa nghe. Ngày hôm nay Diễm Loan có bạn đồng hành đó. Chúng ta cùng gặp bạn Diễm Loan nha. Chào anh Sơn. Rồi, chào Diễm Loan. Thưa quý vị, đây là anh Trịnh Quang Sơn, là một người dân sống trên đảo Phú Quốc. Và anh ấy rất là am tường mọi điều ở đây. Bây giờ mình đi đâu đi anh Sơn? Anh sẽ đưa em đi lại Hòn Móng Tay. Khu vực này là cái khu vực là rạng san hô, có đủ loại màu sắc. Anh sẽ dẫn em đi. Dưới rạng san hô này là có một cái loại hải sản biển, là con đó là con nhung, con cầu gai, là hai người ta thường gọi là con nhím biển. Đấy. Đang sinh sống ở hầu hết các vùng biển trên thế giới, nhưng chỉ có một số loài ăn được và có giá trị kinh tế cao. Thức ăn chủ yếu của chúng là rong rêu, cỏ biển, nên chúng thường sống tập trung ở những nơi có nhiều rạn san hô, đá ngầm, hang hốc. Nhím biển hay sống thành đàn, ở nước ta thường tập trung nhiều ở đảo Phú Quốc, vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên. Anh sẽ làm cho em thưởng thức món ba món của con nhum này. Làm tới ba món? Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ mình đi bắt nó? Đúng rồi, anh em mình sẽ đi và bắt nó. Ôi, nhưng mà làm sao để em bắt được con nhum đó anh? Rất đơn giản. Mình sẽ sử dụng cái kẹp gấp, lặn xuống gặp, mình sẽ ra kẹp lên và lặn. Như vậy là bây giờ phải lặn xuống? Đúng, phải lặn xuống. Tại Nhật và Triều Tiên, nhím biển hay cầu gai là món ăn phổ biến được người dân đặc biệt yêu thích. Tại thị trường Nhật, cầu gai được bán khá đắt, nhiều chủng loại. Bên trong mỗi con cầu gai, phần thịt khá ít ỏi, màu vàng sữa đục, thường được kết thành từ 5 đến 8 múi. Phần thịt này là tuyến sinh dục của nhím biển, có mùi vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng phong phú. Người Nhật thường trộn với nước tương để ăn dưới dạng sashimi, hay trộn với lòng đỏ trứng hớt lên hải sản để nướng vỉ. Ở nước ta, tùy theo từng vùng, cách ăn cầu gai cũng có điểm khác nhau. Người miền Trung thường chế biến nhum thành món ăn như nhum kho, chiên mục vịt để ăn với cơm. Hay sang trọng hơn thì làm chả nhum chiên ăn với bánh đa. Tuy nhiên, ngon nhất vẫn là mắm nhum để dành tướng vua đã từng được ghi chép lại trong sử sách. Còn người miền Nam thì ăn cầu gai theo kiểu khẩn hoan. Những người dân miệt biển thường dùng kẹp hay gậy để bắt cầu gai và chế biến tại chỗ bằng cách ăn tươi cá chanh hay mù tạt hoặc nướng mọi trên lửa. Đó là những cách ăn đơn giản nhưng thưởng thức được hết hương vị của cầu gai. Như vậy là cuối cùng Diễm Loan cũng bắt được khá nhiều những cái con cầu gai như thế này. Lúc bắt á, với lại bây giờ cầm trên tay nhìn thì thấy sợ lắm, bởi vì gai quá chừng luôn. Nhưng mà nghĩ tới chuyện là lát nữa mình thưởng thức những món ăn từ nó thì nó bớt sợ đi phần nào. Nhưng mà bây giờ hỏi bí quyết là làm sao để mà mình có thể thưởng thức món này đây anh? Anh sẽ chỉ cho Diễm Loan cách làm con cầu gai này. Dạ. Trước khi mình bắt lên, mình sẽ xày kéo, dùng kéo cắt bỏ các gai nhỏ. Cắt hết. Anh ơi, rủi mà lúc mình bắt hay là mình làm á mà cái gai nó đâm vô tai á, em nghe mọi người nói là nó nhức lắm anh hả? Đúng rồi em. Bởi vậy, theo cái thị trường, cái phong tục của Phú Quốc, trước khi nào mà bị con nhum này, cầu gai này nó đâm vào, em sẽ sử dụng nước tiểu. Sử dụng nước tiểu. Thiệt á hả? Đúng là vậy. Em sẽ chế trực tiếp vào cái vết thương, nó sẽ tan ra. Nó tan cái gì ra? Đúng rồi, tan hết mấy cái gai này.
À, mấy cái gai này đâm vô, gặp môi trường nó là nó tan hết ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là tự nhiên có những cái yếu tố khắc chế nhau đặc biệt quá quý vị ha. Anh sẽ chỉ cho em cách làm con cầu gai này. Dạ. Mình sẽ cắt, mình lấy cái phần cùi của con cầu gai này ra. Ồ, là cái này đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, phần này đây. Đây, chúng ta coi coi, đó là sạch. Đây, cái phần trong. Ở bên trong em thấy là nó có cái gì đó, nó vàng vàng, cam cam, rồi đen đen. Đúng là cái phần gạch trong đó là cái gạch. Phần đó là phần để mình thưởng thức của con này. Ủa rồi còn mấy cái chỗ đen đen thì sao? Cái đó không phải, chút xíu nữa mình sẽ cạo bỏ. Cái phần đó là không có gì hết. Như vậy là làm món này cũng cầu kỳ quá anh Sơn ha. Rồi đúng rồi, rất cầu kỳ em. Rồi, vậy là xong chưa? Ăn được đúng chưa? Rồi, vậy là xong rồi. Giờ mình chỉ có là chút mình lên, mình sẽ chế biến là món này nữa là mình đã thành được một món. Dạ. Thực ra con cầu gai với biển mới đem lên em. Em nhìn thấy nó rất sợ. Dạ, tôi mua hết ra vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi, nó như con nhím vậy đó. Dạ. Nhưng mà sao lên, để một thời gian rồi á. Nếu mà nó còn tươi á, thì là nó không ra được. Em phải sử dụng cắt như kiểu này. Dạ. Rồi, em phải cắt mới được. Còn nếu mà nó rụng hết nó rụng hết thì là con đó đã chết rồi. Đúng. Vậy là đi mua cầu gai là phải để ý cái chuyện là gai nó còn nhiều hay không nha quý vị. Gai nhiều thì sợ thiệt, nhưng mà vậy là nó tươi. Còn nó tự rụng hết thì có nghĩa là nó hết tươi rồi. Tốt nhất thôi đừng ăn. Đây. Mà bây giờ mình làm món gì vậy anh? Anh sẽ lên sẽ làm cho em một là ba món. Dạ. Nhất là nhum ăn tươi sớm để tái chanh ăn với củ cà. Và món thứ hai là món là nướng mỡ hành. Và món thứ ba là cháo nhum. Hôm nay em có lộc ăn dữ vậy ta. Mấy món anh nói là có khó làm không anh? Cũng không có gì khó đâu, dám lo à. Rồi em mình sẽ chuẩn bị lên để chế biến món. Dạ. Anh sẽ chỉ cho Diễm Loan cách nướng nhum con cầu gai. Cái này mình sẽ nướng mỡ hành nha. Dạ. Sao nữa ạ? Rồi sau này anh sẽ bỏ thêm đậu phộng vào. Dạ. Rồi xong, trong thời gian để chờ món nhum nướng mỡ hành này chín, anh sẽ chỉ cho em là ăn món nhum tươi sống. Đây. Rồi. Đây mình sẽ đặt chanh. Rồi. Đây đặt chanh vào. Rồi. Cái phần này là gạch đúng không anh? Đúng rồi, phần gạch của cái gạch này nó tái đi rồi đúng không? Rồi đúng là nó tái, nó sẽ chín rồi. Đây em sẽ thử đi. Rồi mình sẽ dùng cái này với ít mùi hạt. Đây là lần đầu tiên Diễm Loan ăn món nhum này mà nó còn sống nữa. Rồi bây giờ cho mù tạt vô. Mù tạt cũng là trắng chín nữa, rồi chanh cũng đều làm cho cái món này nó tái đi. Đúng. Tự tin hơn, em sẽ ăn thử. Cho anh cảm giác thấy thế nào? Nó béo, hơi chua chua, và đặc biệt là em sắp khóc rồi. Mù tạt cay quá. Tùy vào khẩu vị của từng người mà chúng ta nêm cái lượng mù tạt vô vừa phải thôi. Món nhum nướng mỡ hành đã chín em. Dạ. Đây. Bạn cảm thấy thế nào? Xôi xèo xèo luôn. Nhìn hấp dẫn quá. Rất nóng em. Rồi, anh mời em. Thơm nữa chứ. Cái này mình ăn có chấm kèm cái gì không anh? Có em. Em sẽ ăn chung với muối ớt. Ủa sao mà em thấy nó loãng dữ vậy nè? Đúng rồi, muối ớt mình cũng không nên là làm đặc quá em. Dạ. Vậy mình pha đặc thêm mưa. Cái gì vô đây mà nó loãng vậy? Không, cái này mình chỉ có sử dụng chanh, muối ớt chanh. Thôi, vậy em ăn thử nha. Rồi. Em cũng mời anh một con. Trong thời gian em mời anh sẽ là nấu cháo. Anh nấu cháo hả? Đúng rồi, anh sẽ rồi còn món cháo. Thứ ba nữa mà. Đúng rồi, còn món thứ ba nè em. Hôm nay có vẻ là bao nhiêu đây là em no luôn rồi đó nha. Béo ghê luôn anh, mà rất là thơm. Em bắt đầu thích cái món này đó. Kim Loan cháo đã sôi rồi đó em. Rồi mình chuẩn bị là được thêm một món này là món cháo em. Mình sẽ đánh cháo cho đều, nêm nếm cho hết rồi nha. Dạ. Rồi mình mới bỏ cái nhum nào vào. Đây. Mình đánh cho đều ra. Cái này là phần cháo cho mấy người ăn anh? Cái này phần cháo này anh làm cho hai người ăn. Là hai anh em mình ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Như vậy thì cần bỏ bao nhiêu nhum là vừa? Cái này nếu như tùy theo số lượng nhum, em muốn thích ăn nhiều á thì độ nó béo ngon á thì mình cho nhiều. Cho bao nhiêu tùy thích anh hả? Đúng rồi, tùy cho bao nhiêu tùy thích. Ủa mà cái món này không biết là ăn nó có kỵ với món nào khác không? Nói chung món nhum này ăn không có kỵ gì với những cái gì khác em.
Ăn thì ngon rồi đó. Mà không biết là có tác dụng gì tốt cho sức khỏe không anh? Cái này nhum này thì ăn rất tốt cho sức khỏe em. Cháo chín rồi đó. Bây giờ em cho anh mượn cái chén đi nha. Anh sẽ múc cho em thử. Em tưởng nó có phần thịt nhum nó sẽ tan ra chứ ta. Nó cũng không tan đâu em. Mình để đây vậy. Rồi, rồi. Dạ. Mời. Rồi, em cảm ơn anh. Xem. Rất là vừa ăn. Em không ngờ anh Sơn đem nếm ngon ghê luôn á nha. Vừa ăn dễ sợ luôn á. Mà đặc biệt á là em thấy khi mà đem nấu cháo thì nhân ngọt hơn, quyện cùng với cháo thì cái vị ngọt hơn. So với lại ăn nhân nướng thì nó thơm nè. Nhân tươi thì có cái gì đó nó rất là tự nhiên. Em nghĩ là mỗi lần mà mình thưởng thức chắc là phải làm luôn lần 3 món vậy đi quý vị. Một bữa tiệc nhum luôn. Cảm ơn anh Sơn rất là nhiều nha. Ngày hôm nay vừa mời em đi chơi, vừa giới thiệu cho em nhiều cảnh đẹp. Rừng có, biển có. Và phải công nhận ở Phú Quốc mình vừa rừng vừa biển anh ha. Mà còn có những món ăn ngon nữa. Nếu mà có dịp nào đó thì quý vị đừng quên là chúng ta cũng ghé lại Phú Quốc nha. Và thưởng thức những món ăn khám phá tự nhiên giống như Diễm Loan ngày hôm nay vậy đó. Em cảm ơn anh Sơn nhiều nha. Ngày hôm nay đi với em cả ngày. Quý vị ơi, đến đây thì chúng ta cũng sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau nha. Xin chào.